năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê. Đam mê phía trước, đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường. Hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó. Quang, hôm nay được trường kính thưa các cô Duyên, cô Thanh và tất cả các em. Hôm nay cô rất là vui mừng, rất là xúc động được gắn lại các em sau 20 năm. Và cô cũng rất là phấn khởi. Các em rất là trưởng thành. Ngày xưa thì cô cũng vừa mới nói có những bạn thì còn cười còi đen, bây giờ trong ai cũng cũng lạng lội xinh xắn. Rất là vui, và đặc biệt là cô cũng biết được là các em đã rất là nhiều em thành công hoàn thành. Thì các em mặc dù đã ra trường nhưng mà vẫn còn nhớ đến ngay trường, vẫn nhớ đến các thầy cô. Nước mắt không rơi, sau này ta sẽ có tất cả. Nhưng nhiều vòng tròn thì không quên, nhưng bọn em thì chắc chắn là không quên được tất cả các thầy cô ở trường. Lớp em thì hôm nay tập hợp thì các thầy cô chắc là vẫn nhận thấy bây giờ thì vẫn còn đào như xưa. Nhưng mà chế tài thì chúng ta không còn ghi sổ đầu bài hay là không còn công điểm nữa. Cho nên hôm nay em mong muốn các thầy cô tham dự cùng với bọn em sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi. Còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân. Năm kể từ ngày rời xa mái trường mến yêu Nguyễn Du và rời xa vòng tay thầy cô, xa bạn bè mến thương, thì hôm nay tôi cảm thấy vô cùng là xúc động khi mà được quay trở về thăm trường xưa, thăm lại các thầy các cô và bạn bè cũ, và rất nhiều kỷ niệm bồi hồi trở lại trong tôi với những sân trường, những gốc cây này và cũng vẫn hành lang lớp học đấy, thì cảm giác vô cùng là khó tả, bồi khó tả khi nghĩ về những kỷ niệm về những lần bạn bè vui chơi với dưới những tán cây sân trường. Tấm lòng chân thành của mình thì đầu tiên em xin dành lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô của trường trung học cơ sở Nguyễn Du, và đồng thời
lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những bạn bè thân thương của tôi ở gia đình chị Na. Và tôi yêu các bạn. Hẹn chị Na 10 năm nữa, chúng ta làm 30 năm nhá. Sau 20 năm trở về đây, cảm giác để gặp lại mọi người, cảm giác 20 năm trước bỗng nhiên ùa về, cảm xúc thật là cảm giác rất khó tả. Niệm những ngày tháng, những vui buồn của thời học sinh lại tràn về trong tôi. Trái tim lúc này thực sự không biết diễn tả như thế nào, nhịp đập nó cứ không còn cảm nhận được đâu là nhịp đập thường ngày mình và nhịp đập hiện tại nữa. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.